Alo, chào các bạn thân mến. Bài hôm nay tôi hướng dẫn các bạn chỉnh sửa căn chỉnh cái quy trình bảo hành công trình của cái công ty Thăng Long. Chúng ta sẽ căn chỉnh để được một cái quy trình bảo hành của công ty Thạnh Phát như sau này. Thì cái căn chỉnh này, cái file gốc của nó thì nó có nhiều những cái mà chưa có cái gọn gàng. Ví dụ đây, tôi nhìn ở đây có cái rỗ rất thưa. Và đây thế. Để tuân thủ được cái theo cái mà cái định dạng của cái văn bản mà chúng ta thường dùng, gọi là cái hướng dẫn của Bộ Nội vụ ấy, thì hôm nay tôi sẽ căn chỉnh cái bài là từ một cái file mà chúng tôi xin được, download được ở trên mạng, để thành được một cái file mà tôi đã căn chỉnh như sau. Đây. Quy trình bảo hành công trình. Đấy. Các phần các thứ là nó gọn gàng ngăn nắp hơn. Ok. Đây, ví dụ như cái bảng này, chúng ta nhìn sang cái bảng bên này nữa là nó có khác nhau không nhé. Đây. Thì cái này nó tràn rất rộng và nôm na là chúng ta hiểu là nó cũng không được gọn gàng và cũng không một cái chuẩn mực nào cả. Nó là giống như một cách tự nhiên diễn biến tân tật ấy. Cái phần mà chỉnh sửa và căn chỉnh và định dạng một cái văn bản mà chúng ta download trên mạng về xin được thì là cái công việc rất phổ biến trong cái văn phòng chúng ta. Thì mục đích của cái bài hôm nay là gì? Tôi sẽ có mở cái bài hướng dẫn như sau. Ở cái file hướng dẫn này, mục đích của cái bài chỉnh sửa căn chỉnh quy trình bảo hành công trình thì nó có mấy mục đích như sau. Nó là căn chỉnh văn bản, thực hành thao tác căn chỉnh chỉnh sửa văn bản. Cụ thể là sử dụng các công cụ tìm kiếm thay thế Ctrl+H, sử dụng các section để tạo khung trang đầu, tạo header, footer khác nhau và nắm vững về các căn chỉnh bảng, căn chỉnh text box theo ý mình. Các thông số về đoạn paragraph, trang A4, margin, kiểm soát numbering, bullet và kiểm soát header, footer, vân vân. Mục đích của nó là chúng ta sử dụng các thao tác ở trên cái Word này để được một cái văn bản theo ý của mình. Tôi sẽ tiến hành căn chỉnh từ cái file này nhé, để được một cái file như sau. File bên này này, nó trải qua có hai bước chính, bước 1 và bước 2. Bước thứ 3 cho thêm vào để cho nó đủ thành phần mà thôi. Đầu tiên là chúng ta chỉnh sửa để thêm bớt nội dung, và thứ hai là căn chỉnh định dạng văn bản. Nó cũng giống lần lượt chúng ta làm một cái văn bản mới cũng thế, nhập thô và căn chỉnh. Thì đây cũng hai bước là rõ ràng như vậy. Tôi sẽ tiến hành như sau. Ở cái file mà tôi đã định dạng là quy trình bảo hành công trình, quy trình bảo hành .docx, tôi tắt đi. Ở cái phần này là quy trình bảo hành công trình 1.1.doc. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ save ra một cái file, nó là docx đi. Thì giao diện của tôi là giao diện của một cái Word, Microsoft Word 2007. Chúng ta sẽ lưu nó định dạng theo kiểu docx để nó là cái định dạng mà tối ưu hóa nhất cho cái Word 2007 này. Chúng ta vào save này, tích vào cái biểu tượng bên tay trái này, save as này, vào Word document. Chúng ta tích ra ngoài desktop nhé. Thì đây, tôi sẽ soạn chữ nó là thực hành quy trình bảo hành công trình. Để nó khác đi. Ở đây chúng ta có hướng dẫn, có quy trình bảo hành công trình .docx đây. Chúng ta nhấn save. Ok. Thì cái file nó là thực hành bảo hành quy trình công trình đã được hiển thị ở trên cái thanh này này. Các bạn nhìn nhé. Đấy, thực hành quy trình bảo hành công trình .docx. Ok, đã là thành công. Rồi, cái bước 1 là chúng ta làm gì? Bước 1 là chỉnh sửa thêm bớt nội dung, loại bỏ ký tự thừa. Ví dụ dấu hai cách hai lần, các tab không dùng đến, các dấu enter không dùng đến, thay thế Thăng Long bằng Thạnh Phát, thêm section. Ok, tôi sẽ tiến hành như sau. Cái này là cái thừa này, ví dụ cái bảng này này, để hiển thị toàn bộ các ký tự lên, tôi sẽ tích vào thẻ home. Chúng ta tích vào cái phím P này để show hai lên này. Thì cái khung này là cái khung thừa, tôi loại bỏ đi này. Tích vào layout, thẻ layout, tích chọn cái chữ thập, tích thẻ layout, delete, và chúng ta delete table. Ok.
cái nội dung này nó không đúng này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh Thăng Long thì chúng ta sẽ sửa theo cái tên công ty của chúng ta đang cần. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thạnh Phát. Ok. Cái dấu này là dấu biểu tượng của dấu Enter xuống dòng tạo paragraph nhé. Thì phần địa chỉ này tôi sẽ quét đây, quét lên tận đây luôn. Tôi sẽ địa chỉ là tổ 53. Tổ 53. Phải thị trấn Đông Anh. Cái chữ Đông Anh này chúng ta viết chữ Hoa, chữ D và chữ A. Thành phố Hà Nội. Ok. Thì cái này nó tôi sẽ zoom lên cho to này. Cái chữ này nó đang để chữ 1.5. Tôi thấy nó cũng không hiểu tại sao các bạn kia bạn ấy để như thế. Ok. Đây các phím Enter đây. Enter này là nó cũng rất thưa. Quy trình bảo hành công trình. Cái phím P này thực ra thì tôi không thích để thế. Chúng ta sẽ cũng không để thế này, và chúng ta sẽ đen nó đi. Và chúng ta nhấn Shift Enter để được cái phím mũi tên này, để không tạo đoạn nhé. Cái Thăng Long này tôi sẽ thay bằng Thạnh Phát nhé. Chúng ta bôi đen này, nhấn Ctrl C này, chúng ta nhấn Ctrl H này, thì nó chữ Thăng Long nó được ép luôn vào đây rồi. Và đây chúng ta sẽ gõ chữ Thạnh Phát. Chúng ta bật Caps Lock lên. Thạnh Phát viết liền đấy. Chúng ta nhấn Drift On. Nó báo là có 1. Ok. Tôi bỏ đi này. Chúng ta nhấn Ctrl A, Ctrl H này. Chúng ta Drift. À đấy. Thì cái trường hợp này nó cũng chỉ có một cái Thăng Long mà để thay thế bằng Thạnh Phát. Ok. Rồi. Cái phần này chúng ta thay đổi đi này. Chúng ta chỗ này là để ông, không phải là ông khác, mà chúng ta có thể thay một cái ông khác đi. Ở đây còn ông phê duyệt là ông Tô Quang Thạnh nhé. Tô Quang Thạnh. Chúng ta gõ đây. Kiểm tra ông Nguyễn Khắc Sáng đi. Thì cái này chúng ta điền thêm thông tin của chúng ta vào. Cái này là ông Võ Văn Nhất đi. Ok. Thì để ý kỹ đây. Thì chúng ta cái phần đây là cái section list page nhé. Cái section list page này ok, đặt đúng vị trí rồi đấy. Tiếp tục xong phần dưới này. Người viết này, kiểm tra phê duyệt ok. Cái này hai dấu cách. Hai dấu cách ok, chúng ta vẫn để nguyên thế. Cái này ngày có hiệu lực thì chúng ta cũng để chấm chấm. Cái này giống hệt, chúng ta cũng không cần gì cả. Số yêu cầu thì chúng ta nếu có chúng ta điền vào. Từ đây tôi có thể để ngày hiệu lực là ngày bao nhiêu nhé. Ngày nó là ngày 15 tháng 3. Tháng 3 2017 đi. Đấy có mấy ký tự chấm chấm chúng ta xóa đi này. Ban hành lần đầu theo yêu cầu là chúng ta yêu cầu số 09. Phòng đây là chúng ta phòng nó là kinh tế kế hoạch này. Kinh tế kế hoạch ok. IC đi, yêu cầu đấy. Ok. Chúng ta nhấn Ctrl S. Thì ở đây chúng ta để cái bảng này, nhìn này nó cũng chưa được cái hợp lý lắm này. Thì cái này nó đang không nằm ở giữa các ô. Ok. Đây cũng Enter xuống dưới. Thì chỗ này chúng ta không, chúng ta sẽ đặt page layout và chúng ta đặt vào thẻ break này. Chúng ta tạo một section đây nhé. Tôi thấy có một cái gì đó mà ở đây nó tự nhiên bị mất này. Đây. Đây đây. Các bạn thấy không? Cái mục đích này, mấy cái này tự nhiên nó không còn này. Đấy. Cái chỗ trong cái phần header này. Header này nó sẽ phải nằm ở đây này. Đây nó chưa có. Ok. Thì chúng ta cũng chưa nói gì cái này nhá. Chúng ta sẽ ở phần căn chỉnh. Chúng ta làm cái bước đấy. Thì sang cái phần này là chúng ta sẽ nhấn Ctrl H để chúng ta sẽ tìm hai dấu cách. Tôi sẽ gõ hai dấu vào file đi. Chúng ta sẽ tìm hai dấu cách, nhấn Enter hai dấu cách này. Chúng ta select này. Thì đây nó xuất hiện hai dấu cách này. Thì các bạn để ý này. Thì đây là những cái lỗi mà chúng ta gõ dấu cách hai lần. Tôi sẽ vào Rips. Chúng ta quét hai cách và thay bằng một cách mà thôi. Thì nó tìm kiếm đây là có 8 cái dấu cách này.
Đấy. Ok. Nó đã được thay thế hoàn chỉnh. Cái này thừa này, cái enter thừa này chúng ta đen đi này. Đây có rất nhiều dấu chấm 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 này, chúng ta cũng có thể bỏ đi. Những cái mà tab thừa này tôi cũng không không thích đâu. Chúng ta để loại bỏ cái tab đi nhá. Tôi sẽ tích vào đây này. Ở đây không cần dùng gì đến những cái tab mà chúng ta vào cái thẻ nó là page layout, chúng ta vào paragraph ở đây. Hoặc ở cái phần home cũng có paragraph đây. Trên cái giao diện Word 2007. Hoặc tôi có phím tắt là Alt3. Chúng ta nhấn tab và chúng ta clear đi. Thì toàn bộ cái tab nó đã loại bỏ. Ok. Cái phần nội dung chính đã được ok. Trong cái phần header này, chúng ta sẽ vào phần insert, chúng ta vào phần header, chúng ta vào phần edit header, hoặc là chúng ta có cái cần quyền nó là kích đúp vào đây, thì là đều vào để chỉnh sửa cái header này. Header này thì có cái gì? Đầu tiên tên công ty thì chúng ta phải thay đổi cái tên công ty này nhé. Đấy. Thương mại thì chúng ta viết chữ TM đi. Đấy. Chữ Thạnh Phát. Ok. Quy trình bảo hành công trình, mã số tài liệu đây là Thăng Long. Chúng ta thay bằng Thạnh Phát. Hiệu lực vừa rồi là tôi đang để ngày bao nhiêu? Ngày 15 tháng 3. Thì chúng ta để đây là ngày bao nhiêu? Ngày có hiệu lực ngày 15 tháng 3. 2017. Ok. Quy trình bảo hành công trình này, tại sao nó lại nắm enter thế nhỉ? Những cái dấu pi này enter. Ok. Thì cái này chúng ta để ý này, trong này nó cũng xuất hiện những cái thanh tab này. Đấy, nhìn thấy không? Này tab thừa này, chính là cái dấu tab này. Thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl A ở trong cái vùng header này. Chúng ta vào cái page layout, chúng ta vào paragraph hoặc phím tắt Alt3. Tôi sẽ nhấn tab này, nhấn clear đi. Thì chúng ta sẽ hiện tượng xảy ra toàn bộ những cái tab đã được mất đi rồi. Ok. Chúng ta nhấn close. Rồi, cái phần mà bước thứ hai là chúng ta thay thế các nội dung và loại bỏ những cái ký tự không dùng đến. Ok, đã thành công. Chúng ta tiếp tục sang cái bước thứ ba là bước rất quan trọng, các bạn nhớ ý nhớ nhé. Chúng ta nhấn Ctrl S này để save nó lại. Bước thứ ba là gì? À, bước thứ hai, căn chỉnh định dạng văn bản. Thì là cài đặt khổ giấy A4, margin top 2, bottom 2, left 3, right 2 cho cả văn bản nhé. Cái này nhớ là cho cả văn bản. Định dạng đoạn văn bản paragraph, left 0, right 0, fly 1 cm hoặc lăn này. Before 6pt, after 6pt, lifespan, multiply. Lifespan là multiply single, form thumb new roman, cơ chữ 14, ok. Định dạng bảng, định dạng văn bản trong bảng, định dạng textbox. Ok, tôi sẽ chuyển sang thực hành luôn này. Đầu tiên cái này nhá. Cái này chúng ta sẽ cái này là chúng ta không không để này. Chúng ta cần Ctrl B đi để cho nó hết đậm đi này. Và cái phần nội dung này, tôi sẽ mở paragraph lên. Cách thức mở như tôi đã hướng dẫn vừa rồi, tôi phím tắt để làm nhanh này. Cái này chúng ta để single này, chúng ta để 6 này. Phân line không này, ok. Đấy. Cái này cỡ chữ 14 này. Chúng ta để toàn bộ cỡ chữ 14 nhé. Đấy. Cái này chúng ta không để cách trên cách dưới gì cả. Cái mà cái thằng thương mại này, thế chúng ta chỉ để cách trên thôi. Ok, để cho hai dính gần nhau. Ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ insert cái đường line ở dưới. Đường line này, chúng ta sẽ kẻ nó chỉ thế này thôi. Nhấn giữ phím Shift để chúng ta kẻ ngang được nhé. Ok. Tiếp theo, cái vùng này chúng ta để nó cỡ chữ 14 này. Ok. Alt3 mở paragraph lên, chúng ta tích bỏ cái single này đi. Toàn bộ này để về 0 0. Đấy. Ok, quy trình bảo hành này. Chúng ta sẽ Alt3 first line chúng ta để lăn này. 6pt. Đấy. Cái quy trình bảo hành này chúng ta để cỡ chữ nó là 22 đi. Không để này to quá.
Xin thịnh phát này, chúng ta để can chân không để đậm nhé. Và chúng ta để cỡ chữ là 14 thì bây giờ nó là 18. Đấy. Nôm na là cái này chúng ta để cho nó ALT3 này. Single này, first line 0 này, để nó vào giữa thẳng này. Các bạn thấy không? Vừa rồi nó đang hơi lệch vì nó cái phần spin first line này nó có này. Nên để nó hơi lệch nhé. Thì chúng ta loại bỏ cái first line này đi. Bằng ALT3 để chúng ta mở cái paragraph ra. Để lên này. Ok, đã vào giữa. Cái này cỡ chữ 18 nhé. Cái này cỡ chữ 22 này. Cái vùng này chúng ta cũng thế. Chúng ta sẽ loại bỏ đi. First line 0. Chúng ta nhấn Ctrl E cho vào giữa này. Cỡ chữ chỗ này là cỡ chữ 14 đi. Cho nó đồng đều. Rồi, tất cả đều cứ chữ 14 là làm nền tảng. Thì tôi sẽ quét toàn bộ này. Tích con chó đang nhấp nháy đây nhá. Tôi sẽ nhấn xuống dưới cùng. Đấy. Hẳn cái chữ pi thừa này này. Tất cả chữ pi thừa này tôi để thăm trong Roman này. Chỗ này tôi đổi cái chữ 14 này. Ok. Nhảy xuống trang này. Hai cái này chúng ta xóa đi này. Đấy. Vẫn để cái ký hiệu pi ở thẻ home này. Để chúng ta xuất hiện các ký tự thừa. Chúng ta sẽ tiện thể xóa luôn. Thì ở đây, cái này, Ctrl E để vào giữa này. Thì tôi thấy là cái phần này cho xuống tí nữa này, nhấn Enter này. Đấy, cái này này. Trong cái bảng này nhá, chúng ta sẽ tích chọn bảng, chúng ta Auto Fit Window. Đấy, để cho nó duỗi thẳng ra. Toàn và chúng ta sẽ chỉnh sửa cái paragraph, các chữ ở trong cái bảng này, ALT3. Chúng ta để single hết. Ok. Thì trong này là thông thường phần chữ ký chúng ta để 6 đi. Tức là 6 cái Enter, 14, không có gì cả. Đấy, 7. Đấy, tôi để 7 đi. 7 cho nó đủ thoải mái. Và chúng ta để cần nó rộng hơn tí ở cái đoạn này. Thì chúng ta sẽ chuột tích vào đây. Chuột phải. Triple clear. Chúng ta vào Option. Chúng ta chọn này tăng lên 0.05. Giảm này xuống 0.1 thôi. Ok. Các bạn thấy nó sự cách ra một ít rồi không? Ok, được đấy. Rồi. Ba cái này nó chưa được thẳng lắm thì có thể chỉnh cho một tí. Xong chúng ta lại Auto Fit Window nhé. Đấy. Chúng ta Enter xuống này. Ở đây có cái section này. Thì là cái khung này chúng ta là nó chỉ ở cái trang 1 này thôi. Chúng ta sẽ mở page setup ra để kiểm tra cái border này, cái border page này. Vào page layout, vào phần page setup, chúng ta vào đây, border. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Tức là sub header này chúng ta bỏ đi. Ok. Đấy. Quên đấy, tôi vẫn chưa làm cái thao tác nó là định dạng trang A4. À, ALT2 này. Mở page setup này này. Tôi vừa rồi nằm mà cái động tác này nó hơi mờ này. Tích vào cái only default này. Đấy, để cho nó đậm lên này. Thì cái định dạng khổ giấy A4, ALT2, mở page setup lên. Đây là phím tắt mà tôi đã tạo này. Vào thần paper là paper A4 này. Tuy nhiên chúng ta để ý này, cái phần apply to chúng ta sẽ để gum document, tức là toàn bộ cái văn bản ấy. Thì phần paper ok. Phần Merge chúng ta sẽ để nó là 2 này. Phần này là nhấn phím mũi tên lên này. Để nó ra cm này. Nhấn phím 3 này. Tương tự đây nhấn phím mũi tên lên này. Tay phải cầm chuột. Tay trái ở trên bàn phím. Thế này 2 này. Lên này. 2 này. Phần page layout này. Chúng ta nhấn OK. Đấy. Thì toàn bộ các trang nó đã được căn chỉnh theo cái A4 và các định dạng trái 2, trên 2, à trái 3, trên 2, phải 2 và dưới cùng 2. Tiếp theo cái phần này. Đấy. Toàn bộ cái khung này chúng ta cũng sẽ làm như sau. ALT3 mở paragraph lên, chúng ta cũng loại bỏ đi. Đấy. Thì phần này chúng ta sẽ để thêm đấy, hai cái enter. 4 cái thôi, chúng ta để 2 này, 4, 5, 5 cái enter 14 nhé.
Tương tự cái này, chúng ta cũng không không để cái cách xa thế. Tương tự cái phần kiểm tra này, chúng ta enter này. Đấy, 245. Ok. Tích chọn cả bảng, để chọn cả bảng này. ALT3. Mở paragraph lên này. Đấy. Các bạn thấy nó giống nhau rồi không? Đấy. Giống nhau rồi nhá. Chỉ còn cái chúng ta sẽ auto fit window xem nó thế nào. Đấy, dịch nuôi ra tí này. Tương tự cái này. Đấy. Phần phê duyệt cũng tương tự. Cái này, chúng ta ALT3 bỏ cái 1.59 đi. Chúng ta cũng 1, 2 này, 3, 4, 5. Ok. ALT3. Tôi sẽ làm nhanh nhé. Làm nhanh. Ok. Tiếp tục auto fit window đi. Đấy. Cái phần bảng ở đây đã được căn chỉnh nó giống nhau rồi. Thì phần chữ ký này nó hơi nhỏ, thì chúng ta có thể làm như sau. Đấy. Kéo thằng này ra tí này. Auto fit thằng này. Đấy. Thế thì thằng này nó chỉ kéo theo thằng này nhá. Đấy, cho thẳng. Tương tự cái dưới này. Cái nhấp nháy này chúng ta sẽ cho thẳng này. Ok. Rồi. Cái phần hai chữ thừa này tôi bỏ đi này. Theo dõi sửa đổi. Đấy. Cũng ca Ctrl B. ALT3 chúng ta để chỗ này là 6 này. Phần shipping để năn đi. Đấy. Phần theo dõi sửa đổi. Ok. Trên 6 dưới 6 thôi. 6 PT được. Tích chọn cái bảng dưới cùng này. Chúng ta sẽ ALT3. Loại bỏ hết các thông số này về 0 này. Ok. Đấy. Thì các bạn thấy không? Nó đã duỗi ra được như này, rất đẹp. Bây giờ nó auto fit cho nó thẳng cái canh nề nhá. Ok. Tiếp theo, tôi để cách thưa tí ở đây, table clear vào thẻ table. Chúng ta tăng này lên. Giảm này xuống 0.1 này. Ok. Đấy. Tôi muốn cái này nó rộng hơn để nó chạy xuống dưới, thì chúng ta quét cái vùng này. Đấy, quét cả các vùng bảng này. Table clear này. Row này, chúng ta sẽ để cái phần này exactly. Chúng ta để chỗ này nó là 1 cm đi. Đấy. Các bạn thấy nó có hiệu quả hơn không? Cái chữ nó chưa vào giữa thì chúng ta tích chọn vào đây. Chúng ta sẽ cell increment, chúng ta để vào đây. Đấy, đã canh nề vào giữa. Ok. Có section này tự động nhảy xuống trang. Cái phần này phần header tôi chưa đụng chạm gì nhá. Phần đây phần mục đích này. Tích chọn trước phần mục đích này. Đấy. Chúng ta kéo xuống phần chỗ mục 5 này để chọn này. ALT3 mở paragraph lên này. Multiply chúng ta để single này. Before để 6 PT này. After 6 PT này. First line chúng ta để 1 này. Chỗ này chúng ta trở về 0 này. Chúng ta nhấn OK này. Đấy. Nhấn Ctrl S để xếp lại. Thì những cái phần này đã được căn chỉnh theo một cách nó là rất có chuẩn, chuẩn mực. Đấy. ALT3. Mọi các thông tin đã được hiển thị đây. Sang cái phần sơ đồ này, chúng ta tích chọn cả cái bảng này. Đấy. ALT3 này. Thông tin ở chỗ này để năn này. Đấy, chúng ta sẽ auto fit window này. Tự động nó sẽ trôi về cái canh nề hai bên rồi nhé. Đấy là cái mà chúng ta cũng mong đợi. Tiếp theo chuột phải, chúng ta vào thẻ table, chúng ta sẽ tăng cái giảm này xuống còn 0.1 đi hoặc 0.05 đi để cho nó ít diện tích, tăng cái này lên tí. Ok. Rồi. Tôi thấy là nó cũng khá rồi đấy. Chúng ta dê này ra tí. Ok, cái này chúng ta để nét này. Rồi, ở đây có phần nó là phần textbox. Phần textbox này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn cái phần Ctrl A ở trong cái textbox này nhá, để cỡ chữ 14. Ok, cùng ALT3. Chỗ này là cái left này đang âm 0.21, chúng ta để 0. Đấy, để được chữ tiếp nhận. Sang thẻ format thì chúng ta tăng giảm này xuống cho nó
Chuẩn này. Chúng ta vào size, tích chọn này ra, vào tích box này, chúng ta để các thông số này về 0 nhé. Tôi ta để 0. 0. 0. Chỗ này để single. Ok. Cái phần 3.6 này chúng ta tăng lên 4.0. Đấy. Cái này là tiếp nhận thông tin. Chúng ta tăng cái phần chiều cao lên. Đấy. Tiếp nhận thông tin. Rồi. Chúng ta vào phần portion này. Chúng ta tích chọn cái phần over, tích bỏ 2 này đi. Nhấn ok. Và chúng ta sẽ kéo nó lên. Đấy. Thì phần tiếp nhận thông tin. Ok. Sang phần đánh giá. Nó thừa một ký tự. Đấy. Tôi sẽ bôi đỏ Ctrl A lên. Chúng ta để vào thẻ đang thẻ home nhé. Cỡ chữ 14 này. Alt 3 này. Cái này thông tin này là ok. Sang phần format này. Tích chọn ở cái phần text box này là xuất hiện cái format đây nhé. Vào size. Chúng ta vào text box. Chúng ta cho cái này về 0. Ok. Ok. Nó đã vào giữa. Và toàn bộ cái thông chiều cao này chúng ta có thể cho nó nhỏ đi này. Đánh giá này. Đấy. Cho tăng lên tí nữa. Vào phần portion này, chúng ta tích bỏ hai cái này đi. Đấy, kéo nó đặt vào đây. Được cái đánh giá thứ hai, nhấn Ctrl S để xếp lại này. Sang phần thứ 5.23 để cỡ chữ 14, tương tự Alt 3. Thông tin ok. Có một cái dấu con trỏ nhấp nháy phía trên, loại bỏ. Sang phần format, chúng ta làm tương tự như trên. Text box chỗ này chúng ta để 0. 0. 0. Và 0. Chỗ này để center. Chúng ta nhấn ok. Kích thước hơi cao. Cái này giảm xuống tí. Vào portion này. Portion này. Tích bỏ hai cái này. Chúng ta kéo lên. Đấy. Di chuyển mũi tên sang. Ok. Tiếp tục cái phần này. Phê duyệt. Home. Cỡ chữ 14. Alt 3. Ok, format, size, text box tương tự. 0. Cái này cũng 0. 0 và 0, center. Ok. Cái phần phê duyệt này tôi thấy nó hơi thùi lùi, chúng ta thay đổi cái hình của hình con thoi đi, hình thoi này đi bằng cách tích vào cái shape này. Đấy, tôi sẽ chọn cái mà hai đầu bo tròn này cho dễ. Giảm đi. Đấy, ok. Vào phần position này, tích bỏ bỏ hai này đi. Đấy. Ok. Phần phê duyệt 5.24. Tổ chức thực hiện tương tự Ctrl A cỡ chữ 14. Alt 3. Không có gì. Format size. Text box 0. Cái này 0. 0. 0. Center. Ok. Position. More layout. Tích bỏ hai cái này. Ok. Chúng ta giảm chiều cự ly dài. Đấy. Di chuyển mũi tên sang trái sang phải để được ok. Đến chữ kết thúc này cũng tương tự, chúng ta sẽ là cỡ chữ 14. Alt 3. Ok. Không paragraph, không có gì. Sai. Text box chúng ta để 0. Ok. Cái này 0 này. 0. 0. Center. Ok. Bề ngang hơi dài. Position. Overline. Di chuyển lên cho thẳng cái con số này. Ok. Toàn bộ những cái này chúng ta sẽ để nó là canh nề sang ria nhé. Đấy. Rồi. Cái phần bảng sơ đồ như vậy, auto fit window nữa là được.
Đấy. Thì cái phần new sơ đồ thực hiện là như thế, là chúng ta căn chỉnh nó gọn gàng thẳng hàng. Tiếp theo phần 5.2 đến phần đấy, phần 6 này nhá. Chúng ta tích chọn cái phần đến tận đây, ALT3 mở paragraph lên. Các toàn bộ thông số về nét này chúng ta để 0 này, footline chúng ta để 1 này. Manpilai chúng ta để single này, align spin chúng ta để single này, cái này 6pt này, cái này 6pt này. Nếu có này chúng ta tích bỏ chọn nhé, bỏ chọn hết hai cái này ô này. Đấy. Thì ở đây sau khi chúng ta tích vào thì nó xảy ra cái gì? Ở đây phần numbering xuất hiện cái numbering nào chưa? Đây ví dụ như cái này, cái này phím ký tự thừa này, tôi sẽ loại bỏ ký tự thừa này. Đấy. Ký tự thừa này, như số 6 này là chính là cái mà numbering này. Đấy, numbering nó hiển thị đây này. Chúng ta chuột phải. Chúng ta chọn adjust list index. Chúng ta tích chọn này là shipping, chỗ này là 0. Cái này là 0. Nhấn ok. Thì 6 là hồ sơ. Và 7 đây. 7 đây. ALT3 chúng ta cũng tương tự cái số 7 này. First line 0. Ok. First line chúng ta để 1 nhé. Ok. Đấy. 6-7 này. Thì thông thường cái numbering này nó cũng chẳng cần dùng đến, thì chúng ta tính thế nào? Thực ra numbering này không dùng đến, chúng ta sẽ loại bỏ bằng tích vào đây. Chúng ta gõ chữ 6 chấm cách nên là yên tâm. Cái 7 này thì là chấm. Đấy, cách là cái dấu chấm kia rồi đấy. Nhấn save này. Rồi, cái phần bảng của cái phần 6 này tích chọn vào đây. Chúng ta ALT3 mở paragraph lên. Toàn bộ cái thông số này chúng ta để 0, single, toàn bộ này để none hết nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta auto fit window, chuột phải auto fit window. Cái này ok. Chuột phải table clear. Chúng ta tích chọn cái phần option này, chúng ta tăng này lên để cho nó dễ nhìn. Giảm này xuống 0.1. Ok. Tôi muốn tăng cái 4 cái ô này, chúng ta chuột phải lên table clear. Row chúng ta tích chọn vào đây. Chọn exactly, chúng ta chọn này là 1. Ok. Đấy. Nhấn Ctrl S để save lại. Ở đây cái phần header nhé, phần header này chúng ta để ý này, header chúng ta sẽ tích đúp vào để mở nó ra, hoặc là chúng ta vào insert header, edit header này. Thì cái này chúng ta để nó là 3 thôi. Ok, để nó dấu chấm nhỏ nhỏ xíu dưới này thôi. Tương tự ở trong này, chúng ta tích chọn cả cái bảng này giống như căn chỉnh bảng bình thường ALT3. Các thông số này chúng ta sẽ để vào đây, single này. Này cũng về 0 hết này. Ok. Đấy. Thằng này chúng ta để cỡ chữ 14. Này cũng cỡ chữ 14 này. Cả cái bảng này là cỡ chữ 14 nhé. Thì quy trình bảo hành công trình thì chúng ta nhấn Shift Enter xuống này. Chữ công trình này cũng nhấn Shift Enter này để được ba cái thẳng hàng này. Đấy, cái này để nó vào giữa thì chúng ta sẽ tích chọn vào cái này. Cell element. Đấy. Sau khi nó vào giữa thì chúng ta sẽ làm như cái này. Cái này chúng ta sẽ để canh nề bên trái. Ok. Tích chọn vào đây. Chúng ta auto fit window. Đấy, nó là window rồi đấy. Thì cái phần giữa này đang thừa, phần ria này đang thiếu. Đấy. Ok, cái này tự động là nó sẽ auto fit rồi. Thì đơn giản cái bảng này nó đang chọn được cái phần nó là đây, auto fit rewrite fit content đấy. Ok. Cái phần công ty Thạnh Phát này chúng ta sẽ gạch chân ở dưới một tí. Line chúng ta tích chọn vào đây. Chỉ xíu thôi nhé. Đấy. Phần design nó này. Phần layout, phần format đây. Cái phần position này tích bỏ hai này đi.
Đấy, tích bỏ ở đây chúng ta sẽ di chuyển nó vào đây. Ok. Rồi, cái phần này mã số tài liệu ALT3, à nó cùng cái định dạng vừa rồi rồi đấy. Đấy, chúng ta sẽ tắt cái này nhá. Cloud đi này, nhấn Ctrl Save này. Ok, phần header, phần trang 6 này. Cái này là trang mấy? Trang 6/6. Ok. Rất đúng về trang rồi đấy. Thì cái trang này là khi chúng ta insert đã chuẩn rồi. Trước đó là insert chuẩn rồi. Thì ở đây chúng ta có một cái cần phải lưu ý này. Đây, cái phần trang này nó chúng ta cần phải cái header nhé. Cần cái header này. Đấy. Ở đây có hai cái tab thừa này. Tôi sẽ loại bỏ cái tab thừa này đi nhé. ALT3 này, tab clear này. Ok, đấy, loại bỏ này. Trong này có không? Trong này không có, loại bỏ rồi. Cái tab này thì sao? Có, tôi này, ALT3 này. Clear này. Ok, loại bỏ đi. Cái này cũng thế này. Tab clear on. Ok. Bây giờ thì chúng ta phải cho cái này có thì làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ copy cái này. Quét. Đấy, quét cả cái chữ P nhỏ dưới cùng này nhá. Chúng ta nhấn Ctrl C hoặc chuột phải copy. Cái phần ở trên mục đích này, nó ở cái phần design này, nó xuất hiện cái design này nhá. Thì chúng ta tích bỏ chọn này này. Đấy. Thì nó sẽ hiện diện tượng gì này? Đấy. Mini ribbon chúng ta để hiện thị ra này. Cái này. Rồi cái thứ hai này. Đấy, link preview bỏ đi này. Ok. Chúng ta paste vào đây. Đấy. Cái này chúng ta đen nó đi. Ok. Vậy là cái trang thứ hai này đã không còn. À, trang thứ hai này vẫn không có. Và trang thứ ba này. Đấy. Trang tiếp theo này, ok này, trang thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu đều có. Chúng ta nhấn close đi. Nhấn Ctrl S. Thì ở đây cái bài hôm nay là chúng ta đến đây là kết thúc này. Thì cái phần căn chỉnh này, từ trong bảng này, trong text box này và mọi thứ là như vậy. Thì đây nó có thể cái này nó chưa vào vị trí này, chúng ta tích vào đây này, chúng ta kéo lên này. Đấy. Hoặc mũi tên. Đấy. Ok. Đấy, sau khi căn chỉnh nó đã được những cái bài hoàn chỉnh như sau, như trên màn hình. Bài này có 6 trang và cái nội dung nó cũng gói gọn như vậy thôi. Rồi, bài hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn có gì thắc mắc, các bạn comment bên dưới, tôi sẽ trả lời một cách sớm nhất. Tôi sẽ để cái phần file mà trước khi chỉnh sửa căn chỉnh về trên cái phần mô tả hướng dẫn và cả cái file đã căn chỉnh. Thì chúng ta file đã căn chỉnh thì chúng ta sẽ làm cái gọi là cái mẫu để chúng ta sử dụng. Còn cái file mà chưa căn chỉnh thì chúng ta để thực hành. Đối với các bạn mà cần phải thực hành Word rất nhiều để chúng ta thành thạo hơn, ở phần mô tả video các bạn nhé. Phần mô tả video tôi sẽ để hai cái đường link để chúng ta download về sử dụng. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.